mà dân tư mà đưa lên Facebook đi được. À, quay hai mẹ con rồi hả? Từ nãy giờ bù ti anh còn không anh mình đưa cái video lên nữa, khiếp bù ti rồi tùm lum la trong nhà hết người ta cười á. Đưa lên đàng hoàng nhá ba. Ừ. Đưa đi đưa lung tung, em biết là được rồi nhá. Anh nhớ con thì anh mở ra anh xem thì được. Ở đưa cho ba á, ba có rồi có. Ôi trời, cái mặt hai ông con này giống y nhau mẹ. Nhìn mặt này. Giống em Quỳnh Phương giống bố không? Có. Tròn giống đúng không? Mặt trên tròn giống. Con Quỳnh Phương ơi, anh yêu Quỳnh Phương lắm. Anh Sơn thơm em Quỳnh Phương miệng mơ. Cái trời tối ngủ là em Quỳnh Phương là cứ ôm cái chân anh Sơn. Nằm chui. Quay cái đầu rồi cũng chưa trượt xuống ôm cái chân. Đừng nói chân mẹ. Ôm cái chân anh Sơn. Chứ lấy chân to, ôm mấy chân ngủ. Ôm chân chứ phải ôm người mà ôm chân. Là chân rắc lên người thôi. À, rồi đâu. Chị tự làm gì đâu. Con quay cho chị ăn bình trứng thôi. Trứng gì đó. Gà. MC của anh không, bà đưa cho MC nhưng mà giờ khuya của anh rồi. Giờ anh được có tiền cho nên là ăn miếng nha, gì cho nửa nhé. Đủ ăn không? Ừ, bớt tệ. Ủa anh thấy ông tù cho cá này cũng đồ nên nó có. Giờ đi ăn trứng không? Em chưa chẳng thèm mà uống sữa. Đã lắm. Em ừ. Anh xem miếng này to này. Em kia này. Trứng á. Cho em cái ăn trứng. Ôi trời, anh Sơn mà nói dùng trứng chơi á. Cái nhường ăn. Sơn ăn trứng rồi. Chết rơi này. Bà Văn ơi, ăn trứng không? Có. Ăn đi. À, được chưa? Không ăn được. Ăn đi, bỏ đồ đi. Bỏ nơi. Ăn đây. Ăn đây, ăn đây. Ăn đây. Ăn đi đi. Cẩn thận đúng rồi, đồ riêng mẹ đặt á. Chân kia, chân kia. Ôi dồi ôi mẹ ơi. Ôi trời kia đùi lùng, đấy lên. Đúng người à? Đúng ngược người. Siếc à, siếc à? Kia làm siếc. Em yên tâm nha. Anh to quá. Anh cùng lo cay cay. Lắp hết pin rồi ba. Ừ. Khi nào hết pin đen là biết ba nha. À. Hết pin tắt luôn. Ra cô giác thích lắm, nãy cô giác làm cô vượt ba. Chủ ngã tư á. Ờ. Cô vượt to lắm. Rồi nói chung là dịch vụ phát triển rất nhiều. Trên dọc theo đường quốc lộ á, nó làm cái đường, đường gọi là gì nhỉ, đường phân cách ở giữa. Lớn, đường lớn. Dịch vụ phát triển hơn. Riêng có cái chợ phiên chợ giác thì là ít khách.